Xin kính chào toàn thể các bác trên không mọi miền quê đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là mẫu loa súp quý hoành tráng chưa? Súp 50 đấy, từ 28 quân 225. Gọi là súp 18 inch cho nó chuẩn thôi, chứ 50 thì nhiều các bác bắt bẻ em quá, dạo này nhiều các bác bắt bẻ ghê thật. Đấy, thì hiện tại trước mặt các bác đây là một chiếc hoàn chỉnh và một chiếc vỏ. Đấy, thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác là vỏ. Vỏ loa súp hầm súp mặt 50. Mẫu Xtra Bass, gọi là Xtra Bass nhá, hoặc Ultra Bass được. Con này thùng khá là sâu, rất là sâu. Đấy. Cho một cái tiếng súp nó đánh cực kỳ êm, sâu và nực. Đấy. Thì cái mẫu này các bác có thể kê hai chiếc đặt riêng nhau. Sau đó là các bác đặt cái mẫu này hai chiếc riêng nhau nhá, xong là các bác kê cái loại dây đôi 30 lên, ui hoành tráng lắm. Tí em sẽ nắp nốt chiếc này, xong đó bắt đầu em kê một chiếc hoặc một đôi vỏ dây lên để các bác cùng xem. Nhìn trông nó mạnh gọi là rực rỡ luôn. Các bác làm đám cưới mà chơi kiểu này thì hoành tráng luôn. Đấy. Ok, thì trước mặt các bác đây nhá. Thùng đây nhá. Thùng này là sử dụng chuyên dùng cái loại bát này nên là nỗ ốc của nó là nỗ ốc ngoài. Đấy, có 6 nỗ ốc ngoài. Đấy, thấy không? Có 6 nỗ ốc ngoài. 6 nỗ ốc ngoài nên là các bác nắp vào cái loại bát này được. Nhưng mẫu này mà các bác muốn nắp và chắc chắn bền thì các bác bắn thêm mấy con ốc đây nữa, ốc trong nữa, 6 ốc ngoài, 8 ốc trong, tổng cộng 14 ốc. Đây, thùng thì hiện tại em đã làm sẵn đây, chơi là full option cấu hình cao cấp nhất đây, đó là cái dây này, đó, dây xịn luôn, bông nỉ tiêu băng bắn gần kín hết, nó gọi là hút cái tiếng ung 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 tí thôi, chứ còn nếu mà kín quá thì đánh mất lực. Nói thật là kín phải cực kỳ nhiều cơ nếu mới mất lực được, chứ còn như này là đánh vẫn còn êm chán, nó gọi là đỡ rút âm trong cái khoang này thôi. Thùng thiết kế theo dạng là ma trận hai mặt. Đây một mặt đây là gỗ gỗ này nhá. Thì tiếng súp nó sẽ đánh vào cái miếng gỗ trên này, luồn xuống đập lại vào vách bên trong thùng. Qua cái vách đuôi này, đây nó có tấm hắn H nhá. Các bác nhìn thấy tấm gỗ này. Đấy. Đóng theo kiểu đóng H. Nên là cái mẫu này thì đánh tiếng rất là nực và khỏe. Thiết kế tay sách đây. Đúng cái này thì cái nỗ thoát hơi phải quay xuống đất. Đấy, nhưng mà em cảm thấy là nếu mà để cái này luôn thì nó đỡ trôi thùng hơn. Nhìn trông nó có vẻ là nó nặng nề. Nếu bát đặt này như này thì nó nhìn trông có vẻ nặng nề. Cũng được, tùy thôi. Em sẽ quay cho các bác xem mặt sau nhá. Thùng rất là sâu. Mặt sau thì sử dụng là cái hậu của cái dòng Nagai, hậu chéo. Đấy. Thuận tiện cho các bác kê sát tưởng được. Còn này các bác có thể đánh theo kiểu là Super Cardiac hoặc là Empire, tùy. Đây là cái lưới này em mới gọi là cài vào đây thôi, chưa chuộc vào ốc xiết đây. Đấy. Thùng này thì em báo giá luôn nhé, là 5 triệu rưỡi một đôi, bao ship gửi xe. Đấy, còn gửi bưu điện các bác thêm cho em 500 nghìn nữa, em nói luôn. Bây giờ chấp nhận bán giá đắt, cao cấp nhưng mà đẳng cấp, xịn luôn. Đấy, đây là cổ bát này, bát 50 gọi là 18 inch đi. Bát này là của Precision, của Precision, nhưng đây là công nghệ thôi nha, nhưng còn không phải là sản xuất tại Anh Quốc đâu, sản xuất tại Trung Quốc ấy. Đấy, cái màng của nó là màng chống nước rồi, nên là các bác dùng thoải mái, dội nước mưa vào thùng này cũng thế, dội nước mưa vào như ốc gì thì em kệ thôi. Ốc này mà chẳng may các bác dùng lâu quá không vệ sinh, không lau chùi thì bảo dưỡng thường xuyên nó dỉ ốc, em mặc kệ các bác, em nói trước. Ốc thì bằng kim loại sắt thép thì nó phải dỉ rồi đúng không? Đấy, nên em nói luôn. Thùng đây. Đấy. Ví dụ mà các bác nắp lên cả đôi như này thì em sẽ bán là 10 triệu 500 bao ship. Nếu mỗi chỗ nào xa quá thì 10 triệu 500 bao ship, còn thường thường là 10 triệu thôi. Trung bình thì em bán là 10 triệu bao ship. Còn chỗ nào xa xôi mà vận chuyển nó khó khăn thì thêm cho em 500 nữa. Đấy. Xịn sò đẳng cấp. Bao chấp cho các bác. Các bác đánh cái loại này, một con này ăn được một đôi xúc kép 50 nhá. Cái loại từ 22 cô trăm ăn tốt luôn. Xúc kép thì nó đánh được cái tiếng sâu thôi, nhưng mà nực thì chưa chắc bằng con này được. Con này đánh tiếng ác hơn nhiều. Em nói luôn đấy. Đây. Gỗ chắc chắn này. Đây là khung giữa nhá. Trên nóc này. Đấy. Chắc chắn cực kỳ luôn. Đấy. Ok, để các bác nào quan tâm thì lại trực tiếp nhá.
video giới thiệu đến đây là kết thúc. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn là các bác trong clip lần sau. Lần sau em sẽ kiếm cái đẩy nào đó đánh căng đôi xúc này. Nhưng hiện tại là con này em đánh luôn phải tầm 2000W, 1800-2000W. Gọi là đánh tương đối được. Đánh tương đối căng được, căng gọi là gần đạt đỉnh. Đấy. Tầm 1800-2000W ở 8 ôm. Hoặc các bác mà đánh một đuối thì 1500W là đánh được rồi. Các bác đánh sân vườn vừa bé bé thì 1500 là đánh được rồi, đánh căng rồi. Từ 28-100-25 này. Bác không thua nặng lắm. Ok nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Các bác thấy có ánh sáng chưa? Ôi tội hết rồi. Bây giờ em đang dùng một pha suất là đánh từ âm đi. Đánh hơi đuôi tí. Một vế đánh súc, một vế đánh dây. Dây đôi vào 10. Và súc đơn khủng. Đây là hàng cho anh em đám cưới mượn đánh thử. Được hãng đếm tiền, nhưng mà đây là người quen nhá. Rồi, còn các bác ở Thiên Hạ vào chú cho anh mượn anh đánh thử thì em chịu. Chết đẩy kệ các bác nhá. Vâng. Rồi, cho kéo rồi. Vâng. Rồi, cho mượn thêm cả đôi giò xếp với tên người hàng này nữa. Đánh đỡ nổi. Giạp rộng to à. Đấy, cái hay mà các bác nào mà nó gọi là gần nhà thì biết rồi, thiếu đồ có thể đến ý kiến em. Đấy. Ý kiến xong mua này được. Chú đi nhá. Vâng. Hoành tráng nhỉ. Cho cháu luôn. Đây là hàng lên đường. Thank you.
Em chỉ mong là hàng này đi xong là mấy hôm nữa là tiền về thôi.